Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app free fire uy tín số 1 Việt Nam. Có súng đây. Ôi đấm tay không? Đấm tay không? Có chắc là một đấm tay không? Có chắc là một đấm tay không? Anh đã hỏi rồi cơ mà. Có chắc là muốn đấm tay không nhưng mà thích đấm tay hả? Xem mộ cho em. Ok mọi người, thì mình sẽ quần máu cho full máu luôn nhé anh em. Mới nhảy xuống gặp ngay đứa gạ đấm tay hả? Ok các bạn, và kẹo sẽ qua cái phần này coi. Ui, xế nhau cả ghê vậy. Từ từ nha các bạn ơi, để mình coi là mình lượm thêm súng tiểu liên cái đã. Xong là mình cân cho nó luôn chứ mình ngại gì. Ui, ngắm 1x thì mình thừa cơ. Liệu chó này. Ok, ngon. Let's go, mình qua phần này coi. Wow. Mình tưởng là ở đây phải có người chứ. Chắc là nó đã chạy mất tiêu rồi. Làm sao đâu, đây à, đây à, ui đây à. Làm sao đây à, làm sao đây à. Anh lại xế cái chú xanh mộ bây giờ, ui ui, đâu vậy. Ui nhanh ơi, chạy nhanh, chạy nhanh. Còn lại còn 6 máu này các bạn ơi. Ghê vậy, ai chơi. Ui. Chơi tiểu áp với nhau hả? Chơi tiểu áp với nhau hả? Chơi tiểu áp với nhau hả? Đậu xanh này. Ui. Đậu xanh này. Chạy cái đá anh em ơi. Kẹo hết máu mất tiêu rồi mà. Có khi là đu dây cho an toàn anh em ạ. Let's go. Mong rằng chúng nó sẽ không thấy mình này. Sau mà cho nó bắn chút cái là đai luôn đấy. Wow, khá là hên các bạn ơi. Mình đã đu dây lên trên cầu trời an toàn nhá. Ôi một đứa này. Ôi có người ở trên. Có người ở trên nữa anh em ơi. Ôi đậu xanh, người này. Ôi đậu xanh nó chạy này. Đậu xanh nó chạy này. Ôi đậu xanh nó chạy này. Ok nhá. Chạy nhanh anh em ơi, không nó qua sớm mình đấy. Mình vừa tranh mạng của nó các bạn ơi. Ok anh em. À nó chạy qua làm sao này. Rồi nhé bạn ơi. Hồi hộp quá cơ các bạn ơi. Đậu xe này, ui. Đậu xe này em ơi, ui. Đậu xe này em ơi. Mày chạy với anh à. Ok xong. Anh em thì kẹo hên chưa? 6 máu vẫn ăn được 2 kill này các bạn ơi. Ui thằng này không có máu. Nghèo vậy. Mình nhớ là có một đứa mình vừa hạ luôn ngay ở phía dưới này. Mong rằng nó sẽ có máu anh em ơi. Wow nó chạy đâu mới tiêu rồi. À còn một tí máu này, bơm luôn. Ơ quên. Nhấn nhảy lên nó mất mấy cái bơm máu này. Ok ok đây. À một hòm xăng nữa thì ở ngay phía gốc cây các bạn ạ. Hòm xăng này không phải này. Hòm xăng chỗ này thì cũng không có máu này. Ui hai thằng nghèo vậy. Hai thằng này phải gọi là quá là nghèo luôn các bạn ơi. Mình đang thiếu máu, mình chạy lên phía trên gặp ngay hai thằng nghèo đậu xanh. Chán nản ghê cơ. Comment này con nào anh em. Ủa ai vậy? Bạn nào bắn ghê vậy hả? Từ từ nhá. Đã có thêm đạn súng tự liên nha mọi người. Đó, vật kẹo sẽ chạy qua phía đây coi. Ui. Mình đang chạy ở ngay cái vô đánh G mọi người ạ. Căng căng căng. Wow. Bom nổ hơi gắt anh em ạ. Từ từ nha bạn ơi. À có máu này. Ui, nguy hiểm vậy. Vào nhanh vào nhanh. Đó, tiếp tục quần máu này. Kẹo sẽ quấn cho phun máu nha anh em. Ngon. Let's go và qua phía này thôi. Ơ, ở đây có gì vậy. Ok, mình vừa có thêm được quả bóng keo nhá. Qua phía này nào anh em. Có lẽ là mình sẽ cần thêm đạn súng trường đấy.
bởi vì là dạng súng trường hiện tại mình đang hơi bị ít này. Ok ngon. Tâm này đã là ổn rồi. Có bên này coi. Mũ 3 mới mình có rồi cơ. Giáp 3 mới này. Let's go nào anh em. Bom cao mình có 3 quả bom cao này. Vứt đạn shotgun đi anh. Ok anh vừa vứt đạn shotgun ra ngoài nhé em. Đây bây giờ kẹo quay phải đài. Đó. Ở đây có một cái khẩu shotgun mini này. Ui bọn này nghèo vậy. Quan trọng là kẹo mình kiếm thêm máu thôi mà. Mình không ngờ là bọn này nó nghèo ngoài sức tưởng tượng của mình các bạn ạ. Toàn là những cái hòm sắt vô cùng là nghèo. Bây giờ phải xem bắn thằng nào dích một xíu này. Như thằng này này anh em này. Nguy cơ nó sẽ dích nha. Nguy cơ nó sẽ dích nha. Nguy cơ là nó sẽ dích nhé anh em. Ui. Lại lên nhà nữa hả? Lại lên nhà nữa hả? Để coi. Xem nó đâu anh em ơi. Bên ngoài à? Chỗ này hả? Trên tầng thì phải anh em ơi. Đậu xe này em ơi. Ui. Đậu xe này em ơi. Câu liệu với anh à? Wow. Thế thì kinh rồi. Ok các bạn chào này. Ui. Nó không có một giọt máu nào cả luôn. Tôi thề luôn anh em ạ. Bên này đen vãi trưởng luôn. Toàn gặp mấy cái thằng gọi là Super Poor anh em ạ. Những cái thằng trong người không có nổi một tí máu luôn. Thế thì mình cũng chịu rồi. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi các bạn ạ. À đây. Máu hả? Ngon. Trời ơi. Cảm giác tìm được máu hạnh phúc vờ lờ anh em ạ. Xe chạy nữa hả? Một đứa vừa chạy xe qua phía này này. Ok anh em. Thằng nào gã tiếp vậy? Có một đứa gã team up đang rất là gần mình nhá. Hey. Gã tiếp không bạn ơi. Thế nó vừa gã tiếp cơ mà. Không thấy phản hồi thì thôi vậy anh em. Thế thì khỏi gã tiếp up nhé bạn. Mình có 3 bóng keo này. Ok. Cầm sẵn ra ngoài. Có lẽ là mình nên thử xuống dưới khu dưới này coi. Biết đâu là chúng ta sẽ có được nhiều mạng hơn. Từ đầu trận đến giờ hơi bị vất vả thì mình mới chỉ có được 4 mạng mà thôi. À, nhà Doraemon có người nhé các bạn. Một đứa vừa chạy vào nhà chữ L này. Ok ok. Ôi một đứa ngay bên nhà gỗ này. Chắc là quay ở lượm tính nhà bạn ơi. Đậu xe ném ơi, ui. Đậu xe ném ơi, ui. Chạy Hải ơi, lên bài điểm số nha em. Mình nhớ là một đứa ở ngay chỗ này này này. Ui. Cái đậu xe ném ơi, ui. Đậu xe ném ơi, vỡ đầu nhé. Tính chơi với kẹo mà dễ hả? Vào nhà nhanh. Ngồi tạm đây nha các bạn ơi. Gắt vậy. Gắt quá các bạn ơi. Từ kia. Xuống xe bạn ơi. Ui. Làm gì nhau? Nó đang sau hàng rào các bạn ạ. Hẳn là sau hàng rào cơ. Ok đây. Mình loot xíu đồ nha bạn ơi. Bom keo các kiểu khá là nhiều này. Thêm máu này. Ui đậu xanh. Phía sau có người nữa này. What the hell. Quá căng luôn các bạn ơi. Bây giờ trên đồi cũng có người nhé mà ở bên hông cũng có người này. Hơi căng hơi căng. Ok vậy ai chơi? Ok anh em. Ok các bạn ơi. Ui, phun chảo hả? Tí nữa thực hiện xanh mộ với kẹo nhá. Ok anh em. Đậu xanh này, đậu xanh ném ơi. Mày làm gì ở đấy vậy? Bây giờ mình phải cân cả hai nữa các bạn ơi. Mình đang bị kẹp giữa như bánh mì kẹp thịt vậy. Căng căng căng. Nó lên xe định chạy á. Mình xin ít đồ bạn ơi.
Khỏi cần dụng băng keo luôn này. Hay, có giỏi xuống đây bạn ơi. Này, mình đang ở ngay phía dưới này bạn ơi. Chắc là không giảm xuống đâu. Ok, mình vào qua thính coi. Ui, dám mua ra vậy. Thính này cũng có ra mà. Cái hòm sát mình vừa chạy qua lượm cũng có ra nhá. Ui, cũng có ra nhé. Toàn đừng ngon anh em, toàn đừng ngon anh em, toàn đừng ngon anh em ạ. Nó xấy căng quá nhỉ anh em. Hết máu rồi, chạy nhanh. Chạy nhanh các bạn ơi, hết máu rồi. Đành phải làm sao đây, đành chạy thôi chứ biết sao nữa hả. Mình nhớ là nãy mình có kêu một đứa anh em ngoài này. Mong rằng nó sẽ có máu này. Ba này ngon. Ok, lại có thêm được ít máu rồi. 5 băng keo anh em thấy ít không? Hơi ít nhỉ. Lượm thêm băng keo nha mọi người. Úi dồi ôi, một rừng băng keo liệu choáng rồi này. Nó lại ổn quá nhỉ các bạn ơi. Cuốn phun máu luôn nha mọi người. Thêm máu đây. Ok ngon. Ôi, một đứa đang chạy xuống à? Nó chạy xuống nhanh vậy anh em. Chắc là đang lượm thính rồi. Đây các bạn ơi, nó qua nhà Doraemon thì phải các bạn ơi. Ok nhá. Nó vượt qua bên này. Đang ngồi phía trên à? Đậu xanh mời, ui đậu xanh mời. Lên bảng điểm số này. Xong nha anh em. Ui thằng này thì phun máu này anh em ơi. Ui, ngon quá nhỉ các bạn ơi. Thằng này thì phun máu rồi. Anh em lại có đầy máu để chơi rồi. Vứt bớt đi đạn xuống tới bên này. Lượng máu này. Úi dồi ôi, ngon quá nhỉ các bạn ơi. 6 túi máu rồi. Bo thu xuống phía dưới này quá là ổn luôn nha. Đây, trận này cố gắng top 1 nha các bạn ơi. Để coi. Không biết là thằng phía trên đã chạy đâu chưa. Một thính ở ngay bên này nữa hả? Hơi căng, hơi căng. Thế này thì hơi gắt rồi các bạn ơi. Kiểu gì lên bên này cũng sẽ có thêm người nhé. Đây, cạo qua ngay. Đây hả? Ui, đây hả? Đây hả? Các bạn bắn nhau ghê vậy. Đây hả? Các bạn bắn nhau ghê vậy. Một đứa đang chạy lên nữa thì phải này. Hơi ca anh em ơi. Ôi, chúng nó đã clear nhau xong rồi. Gắt quá nhỉ anh em. Để coi nào. Chúng nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Chắc là đang trong phía căn nhà kia à? Khả năng cao là vậy. Ok ok đây. Kẹo đứng tạm đây nhé các bạn ơi. Nhiều bom keo để làm gì? Nhiều bom keo để làm gì này? Nhiều bom keo để làm gì này? Có dọc ở đây. Ui, tưởng là qua đấy mà ngon à? Tưởng là qua đấy mà ngon à? Ui, phía sau, phía sau. Phía sau còn người đấy anh em ơi. Pha này hơi căng nhé. Từ từ nha anh em ơi. Kẹo cuốn thêm máu cái đấy nha. Mày chạy đi em ơi. Đừng tưởng đứng sau tảng đá mà ngon nha em. Đây mình qua đây. Đó, mình lút thêm máu cái đấy nha. Tuyệt vời. Lựu đạn này, tay súng 3 này. Chảo này anh em ơi, ngon. Xem mày chạy đâu nhà em ơi. Không biết là nó đã chạy đâu chưa anh em ạ. Pha này hơi gắt thật. Đây, bỏ đồng số 3 trong ba lô nha. Ui, phía trên. Phía trên các bạn bắn nhau ghê quá nhỉ. Kẹo lên góc vui lên nhé. Ui, chờ cho nó chạy xuống anh em ạ. Hay các bạn ơi, các bạn chạy xuống đi các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi này. Ui, tính là chạy qua đây mà ngon à? Ok các bạn đây. Mình chờ nó chạy qua đây nhé anh em. Nó đang ngay phía trên mà thôi, đúng rồi.
Có đem ơi. Đúng rồi có đem ơi này. Đúng rồi có đem ơi này. Đúng rồi có đem ơi này. Lên bảng điểm số nha em. Ok mọi người. Bây giờ thì là lúc mình trang bị cái nòng súng 3 luôn nhá. Đó, còn lại có hai người chơi nữa thôi mà. Ok mọi người ơi. Xem là bo tiếp theo sẽ thu tại đâu nha. Ui. Bo thu phía trên cả. Nó lại ngon quá nhỉ các bạn ơi. Chờ cho nó chạy lên trên luôn nhỉ. Check lại một lần coi nào. Ngoài này không có một ai. Vậy là bây giờ thì kẹo chỉ cần chờ cho nó chạy lên trên mà thôi này. Đậu xe này em ơi. Ui. Đậu xe này em ơi. Lên bảng điểm số nha em. Một bạn cuối này. Còn lại một mạng cuối thôi nha em ơi. Là kẹo đã có thể giành lấy top 1 ở trong cái ván đấu này rồi. Ôi thật có được rồi. Thằng cuối vượt là thứ nhanh em ơi. Ok đây. Nó vào trong cái nhà vệ sinh nhỉ. À thằng này hay được. Let's go nào các bạn ơi. Vào trong nhà vệ sinh hả em ơi. Đây đây. Bạn tính chạy ở đâu? Đừng tưởng ở chỗ đấy mà ngon nhá. Có rồi, có đây bạn ơi nào, có đây. Có đây bạn ơi. Có rồi, có đây bạn ơi này. Đúng rồi. Ui. Đúng rồi bạn ơi này. Đậu xanh này. Đậu xanh này bạn ơi. Yes. Top 1, 11 kill. Quẩy nào anh em ơi. Trời ơi, tuổi gì. Hãy mừng nào mọi người. 25 mắt xem nhá. Ok mọi người. Vậy là kẹo đã có được top 1 ở trong cái ván đấu này. Để con anh em ơi. Và kẹo đã kiếm được số lượng kill là 11 kill nhá. Ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.